Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2024. Đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại thành phố Bangkok, nước Thái Lan trong suốt thời gian cả gần một tuần lễ. Thì ngày 1 và ngày 2 chúng ta đã có một khóa tu 2 ngày. Nhưng vì chỗ có hạn lượng cho nên rất đông quý vị không thể ghi danh cùng lúc được, cho nên ban tổ chức đã có thêm một ngày này đặc biệt là để dành cho những vị không qua được ngày 1, ngày 2, để quý vị có được cái dịp Pháp Hòa thăm tất cả đại chúng. Đặc biệt lần này coi như hầu hết là quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử từ Việt Nam sang để chúng ta hội ngộ với nhau. Và trong từ sáng tới giờ, Pháp Hòa hy vọng đại chúng có được giây phút thoải mái nhẹ nhàng sau một ngày dài đường xá, rồi tìm check in chỗ ở, rồi đi tới đi lui, nóng nảy ở trời nóng bức ở ngoài sân. Và hôm nay chúng ta có nguyên một ngày ở trong nhà để rồi cùng sinh hoạt với nhau. Rồi ngày mai này Pháp Hòa có việc đi qua bên Lào để tiếp tục công việc Phật sự bên đó, rồi quý vị cũng sẽ trở về lại Việt Nam. Rồi hy vọng đủ duyên chúng ta lại được gặp nhau. Và hôm nay là lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp quý vị, có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều cái niềm vui. Và một lần nữa xin được chào mừng, chào đón tất cả quý vị. Mong đại chúng được an lạc, thảnh thơi. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Có quý vị nào ở trong cái khách sạn này không? Có phải không? Nghe nói ở đây là 800 phòng, mà coi như là bây giờ nguyên cái building này Việt Nam không đó. Và có những vị không đủ chỗ thì lại phải ở bên phía bên ngoài những khách sạn khác. Thưa đại chúng, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái câu hỏi. Thì cũng xin thưa là Pháp Hòa sẽ giải thích theo cái hiểu của mình. Rồi chiều nay sẽ có một buổi sinh hoạt nữa và với chư tôn đức khác nữa. Thì nói chung là ngày hôm nay quý vị là pháp hỷ sung mãn. Thường thường á, khi mà chúng ta ăn cơm hàng ngày ở nhà, thế này chúng ta gọi là đoàn thực, thực phẩm thế gian. Chúng ta ăn cơm, ăn bún, ăn mì, vân vân, để nuôi thân. Nhưng mà trong Phật Pháp, khi chúng ta tu tập đó, nếu chúng ta nghe Pháp mà chúng ta có được niềm vui, lấy Phật Pháp làm cái món ăn nuôi dưỡng tinh thần mình, thì cái này gọi là pháp hỷ, pháp hỷ thực. Tức là mình nghe Pháp, mình có niềm vui, và niềm vui nghe Pháp này trở thành cái món ăn để nuôi dưỡng tinh thần của mình. Có những lúc mình buồn, mình no nguyên ngày. Có những lúc mình vui, mình cũng no nguyên ngày. Nhưng mà khi mà mình buồn á, mình no, nhưng mà cái no đó sau đó nó là một cái bệnh. Tại vì bao nhiêu cái lo lắng, sợ hãi, vân vân, nó làm cho mình không cảm thấy đói, nhưng mà nó tiết ra những cái khổ lụy ở trong lòng của mình, trong cơ thể của mình, cho nên bắt đầu mình sanh ra bệnh đau bao tử. Nhưng mà có những niềm vui mình không ăn, nhưng mình lại cảm thấy phấn khởi, là tại vì nó được liên hệ tới cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc, nó nuôi dưỡng cả thân và tâm. Cái đó gọi là pháp hỷ thực. Có những vị người ta ngồi thiền suốt buổi, xả thiền người ta bình an, thì có đó gọi là thiền duyệt thực. Thiền duyệt tức là vui của sự ngồi thiền, vui của sự tĩnh lặng. Cho nên á, cuộc sống này không phải chỉ ăn uống để có cái cho thân thể không. Nếu không có những thức ăn của tâm, cho nên thức ăn của thân là thức ăn cơm gạo, thực phẩm mà chúng ta đưa vào miệng để nuôi dưỡng cái thân này.
và có những cái nó nuôi cái tâm mình, đó là cái lý tưởng, cái hoài bão của mình. Người tu phải có cái món ăn đó. Cái món ăn đó gọi là thức thực hay là tư niệm thực. Tư niệm thực nghĩa là cái thức ăn hoài vọng, hoài bão, cái lý tưởng của mình, nó nuôi dưỡng mình để mình phấn đấu vượt bao nhiêu cái khó. Nếu một người tu mà không có cái tư niệm thực lành mạnh, ví dụ mình nuôi dưỡng cái tâm tư niệm thực của mình lành mạnh là con nguyện tu tập học Phật Pháp để một ngày nào đó con có thể phụ thầy tổ của con truyền bá Phật Pháp, hướng dẫn cho những người Phật tử, tức là mình nuôi dưỡng cái chí nguyện của mình, thì có cực có khổ có như thế nào cũng chấp nhận. Nhưng nếu một người đó họ hận thù, họ ghét ai, họ nói tôi một ngày nào đó tôi sẽ rửa thù, tôi sẽ trả thù rửa hận cái người này, cũng là một loại tư niệm thực. Nhưng mà tư niệm thực này tiêu cực, và người này âm thầm lặng lẽ lên kế hoạch để mà sát hại một người nào đó theo cái hận thù của họ, thì một ngày nào đó họ cũng thành công. Nhưng mà sau cái thành công này sẽ đưa đến khổ đau, hệ lụy, tù tội. Còn không thì họ phải kết liễu cuộc đời họ, coi như là họ xong. Họ mãn nguyện là gì? Họ đã rửa, trả thù, rửa hận. Nhưng mà hoàn toàn đây là một bi kịch, một thảm kịch. Còn nếu chúng ta nuôi một cái tư niệm thực lành mạnh, thì tư niệm thực đó sẽ nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng người thân mình, và rất nhiều người được lợi lạc về sau. Cho nên mỗi ngày người Phật tử không phải chỉ hướng tới cái đoàn thực, mà người Phật tử còn phải hướng tới một cái tư niệm thực. Và cho dù là đoàn thực cũng phải có chánh niệm, tại vì nếu món ăn đó không lành mạnh, chứa nhiều độc tố, cũng có thể đưa đến bệnh hoạn, cũng có thể đưa đến bệnh hoạn. Cho nên mình tự mình phải biết gần đây bao tử mình nó chịu cái gì, nó không chịu cái gì. Có những vị ăn rất là cay, sau một thời gian bác sĩ không cho ăn cay nữa thì đâu dám ăn nữa, ăn cay như là bệnh. Như vậy mình bỏ cái ăn cay, cái thói quen của mình, cũng nhằm mục đích là để nuôi dưỡng cái cơ thể mình và gửi cái tình thương đến của bộ phận cơ thể của chúng ta. Nhiều khi mình nói từ bi, nhưng mình từ bi mình thương ai đâu bên ngoài, nhưng cơ thể mình không thương. Mình đem vào nhiều cái độc tố để tàn hoại cái cơ thể của mình. Cho nên Phật dạy mình có bốn loại thức ăn: đoàn thực, thức thực, tư niệm thực. Thì đoàn thực là mình ăn cái thức ăn hàng ngày, rồi xúc thực là tiếp xúc. Có những cái mình tiếp xúc xong cái mình bực bội, mắt mình nhìn xong mình bực bội, mắt mình nhìn xong mình khổ đau. Có những cái mình nhìn là hạnh phúc. Thí dụ thôi nha, mình thương ai đó, mình nhìn người đó cái mình vui, vậy mình tiếp xúc quan mắt nhưng mình vui, cái là xúc thực. Nhưng mà cũng vừa nhìn người đó mình nói trời ơi, tôi vừa ra tới cửa tôi thấy nó tôi nổi máu lên. Thì như vậy là mình cũng xúc thực chứ gì nữa. Mình tiếp xúc với người đó qua cái nhìn của mình. Mình tiếp xúc qua đâu? Qua mắt, qua tai, qua mũi, qua miệng. Trong này có một câu hỏi nữa. Con xin hỏi thầy phải xử trí như thế nào khi có một nhà tu hành có tình cảm đặc biệt với mình? Thường thường là mình có tình cảm với người tu, bữa nay ngược lại người tu có tình cảm với mình. Cái đó cũng đâu sao, người tu mà có tình cảm thì mới là người tu. Nhưng nếu mình thấy cái tình cảm đó nó có cái chiều hướng là không lành mạnh, nó có cái tình cảm mà không phải là thánh thiện, thì tự mình phải biết rút. Ví dụ mình thường tới lui chỗ đó, nhưng để bảo vệ cái đời tu của vị đó, chúng ta nên tìm chỗ khác. Tại sao? Không phải là mình nói ủa như vậy mình sợ sao? Mình không sợ. Mình làm gì? Mình đổ thừa cho nghiệp. Cho nên mình đi cũng không phải là không tốt, chỉ qua là mình muốn trợ duyên cho vị đó tu cho trọn vẹn. Còn nếu vị đó chưa chuyển được cái nghiệp đó thì không mình thì cũng người khác á, thì thôi thà ai nó không phải mình.
Tại vì mình là Phật tử ý thức, mình sống mình phải có ý thức. Nếu việc đó, cái chuyện người ai đó có tình cảm với mình là chuyện bình thường, ngay cả mình có thương, mình có tình cảm với người xuất gia cũng là chuyện bình thường. Tại vì mình là một con người mà, nếu mình tu đến chỗ vô tri vô giác thì đâu đúng. Nếu mình tu mà biến mình thành vô tri vô giác, vô cảm với tất cả mọi người, mọi việc là không đúng rồi đó. Đó là mình tu đúng rồi. Nhưng mà cái tình cảm của mình phải có tình cảm, nhưng đó là không phải tình cảm riêng tư, mà cái tình cảm của mình là phải tình cảm của từ bi của bình đẳng. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si. Có không không có, vậy mới chỉ. Mình thấy dường như có, nhưng mà cái có đó không dính mắc. Mình thấy dường như không, nhưng mà trong không có rất nhiều tình cảm. Có một vị đó nuôi một thầy tu, thì hôm nọ muốn thử lòng thầy đó, cho nên gọi một cô gái đẹp tới ôm thầy đó. Và khi con ôm thầy đó xong rồi, con hỏi thầy đó: bây giờ thầy cảm thấy như sao? Thì khi mà ôm xong rồi thì thầy đó chứng tỏ mình là một thầy tu thứ thiệt. Cho nên thầy đó trả lời: tôi bây giờ như một cây khô dựa trên một vách núi lạnh. Nghĩa là cây khô mà giữa núi lạnh thì còn gì nhỏ nữa không? Khô mọc ỉ hàng nhảm, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút hơi ấm nào. Nếu mình mà nghe thầy tu mà đến lạnh tim đến như vậy là mình sẽ thấy thầy tu tuyệt vời. Tu mà hết tình hết cảm vậy thôi, vô cảm vô. Xong rồi thì nghe như vậy thì cô gái trở về báo cáo cho bà cụ đã biết. Bà cụ nói thầy này tu chưa tới. Cho nên bà cụ không có tiếp tục nuôi dưỡng. Một thời gian sau thấy cũng tội, lang thang, thôi kêu về nuôi tu tiếp. Tu thời gian nữa, kêu một cô gái đẹp hơn cô hồi trước nữa, ôm thầy lần nữa coi. Ôm thầy xong hỏi: bây giờ thầy cảm thấy sao? Thì lúc này thầy trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Như vậy thì khi mình ôm nhau á, bà già đó là người thứ ba, bà đâu có cảm giác được hai người yêu nhau. Thành thử ra nếu ôm nhau mà tôi biết cái ôm này, cái cảm nhận của tôi như thế nào, chỉ có tôi biết. Cô ôm tôi, cô cảm nhận sao? Cô biết. Nghĩa là hai người chứng ngộ nhận được cái đó, chứ còn người thứ ba đâu có biết. Ở đây thầy đó là trả lời cao siêu rồi đó. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Khi mà về báo cáo lại, bà nói này, bà này mới nói: bây giờ chi rồi đó. Thấy không? Bây giờ chi rồi. Cho nên á, tôi có tình thương rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Pháp Hòa được duyên gặp lại sư bà. Thì khi mà hỏi chuyện đó, thì sư bà kể cái năm tháng sư bà ở tịnh xá đó, thì chắc chắn rằng sư bà với Pháp Hòa đã từng gặp nhau cái thời điểm đó. Mà tại lúc đó mình nhỏ quá. Thì Pháp Hòa kể lại là sư phụ của sư bà cũng là sư phụ của Pháp Hòa, họ quy cho Pháp Hòa hồi 7 tuổi. Thì ngày trước á, ngày hay nhập thất lắm. Mà trong đầu Pháp Hòa còn nhớ rất rõ cái hình ảnh của cái thất đó, của cái sàn gỗ đó. Và ngài thường nhập thất. Và hồi nhỏ Pháp Hòa đi tịnh xá đó, Pháp Hòa hay được phân chia công tác là lãng vãng ở cái thất đó để làm tình báo.
cô nào mà tới gần phải báo cáo nghe không. Thì Pháp Hòa đi tới đi lui cái thất đó, và có những cô thay đi tìm sư để có cái tình cảm. Nhưng mà thưa đại chúng, cái hình ảnh của cái ngôi thất đó và cái câu mà viết ở ngay cái bảng trước thất đó, Pháp Hòa không sai, không quên một chữ. Cái câu đó như thế này: quý vị thấy gì không, tu tịnh miễn vào. Đó là nói với các cô đến với mình đó. Quý vị thấy gì không? Một ông sư đang ngồi thiền bên trong, một người đang ngồi thiền đang tịnh tu, quý vị thấy gì không? Thì cái chữ thấy gì không đó, nó là một thiền ngữ. Vậy thì trong cuộc sống của mình á, mình sống với nhau, mình có thấy gì không? Đâu phải chỉ để dành cho sư đâu. Một người thân của mình đầu tắt mặt tối, đi làm một nắng hai ba sương, mình về nhà mình không vụ gì hết, bừa bãi, mình có một câu thiền ngữ: có thấy gì không? Hay là không thấy? Một đống quần áo dơ không giặt, thấy gì không? Một cái nhà quá trời bừa bãi, thấy gì không? Ông thầy trụ trì làm từ sáng tới tối, chúng ngồi đánh cờ uống trà chơi, hỏi chỉ ra coi thấy gì không. À thấy, thấy ông thầy đang dọn dẹp. Quý vị thấy gì không? Tu tịnh miễn vào. Mình thương cái người đó, mình thấy được cái đời tu của họ, thì mình phải yểm trợ. Mình yểm trợ. Tại vì tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Cho nên cái tình thương đó, cái tình cảm đó, nó sẽ đẹp nếu mình với thầy chưa tới với nhau. Tại vì mình thương vị đó là tại cái hình ảnh của người đó. Nhưng mà tại vì người đó đẹp như vậy mình mới thương. Nhưng mà tại vì mình họ đẹp là tại mình thấy xa xa đó, chứ thấy gần mụn không à. That's why mình ngồi xa vậy nè. Để xa để thấy đẹp đẹp mờ mờ thôi. Cho nên vị xuất gia đó có thương mình hay mình có thương người đó, chuyện rất bình thường, không có gì trở ngại hết. Vì chúng ta là một con người có trái tim biết rung cảm. Nhưng sau đó tuệ giác nó soi tới, mình đang thương ai? Mình đang thương một người tu. Thầy ơi, học đạo để làm chi? Dưa muối tương trao có ích gì? Tuổi trẻ đời trai sao lại chán? Thôi, về xây mộng với em đi. Mình có quyền nói như vậy. Nhưng mà tại thầy có tuệ giác cao cơ hơn mình, thầy cũng sẽ đáp lại. Thầy rằng học đạo để thoát ly, dưa muối tương trao dưỡng tánh bi. Tuổi trẻ đời trai đâu có chán, thôi đừng níu kéo để anh đi. Thầy cũng chịu chơi đó. Tại vì nếu thầy có thể viết là thôi đừng níu kéo để thầy đi, nhưng mà thầy muốn đối lại, tại cô đáp là thôi, thôi về xây mộng với em đi. Thôi mình không tới được với người ta, mình cũng xin anh lần cho nó ngọt. Xong rồi thì gì? Đường ai nấy đi. Đó, tuệ giác rồi đó. Cô đi đường tội, tôi đi đường tội. Hồi chiều hôm qua vui lắm. Khi mà tới chùa thăm viếng xong thì hòa thượng đi một cái ngã hơi xa. Nhưng mà thật sự phải quẹo cái ngã này gần, cho nên quý vị chỉ Pháp Hòa quẹo qua đây cho nó gần. Thì đông quá cái Pháp Hòa nép qua bên đợi hòa thượng tới. Cái quý thầy hỏi làm gì vậy? Thôi anh đứng lại nhường đường em đi. Cho nên cái chuyện mình có thương ai rất bình thường, chỉ sợ mình không thương thôi. Có một người đệ tử tới thưa thầy,
con giận sư huynh kia, con buồn sư đệ nọ. Người thầy nghe vậy, người thầy nói ồ, vậy thầy cũng mừng. Tại con tu chưa đến nỗi con vô cảm. Con giận có nghĩa là có lúc con hết giận. Và con đã giận, con đã thương, con đã thương cho nên con có giận. Cho nên giận thì giận, mà thương thì thương. Anh sai hoài em đâu có chịu nổi. Chứng bình thường. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cái bài kệ Phú Hòa làm để khi rửa chén đỡ bực bội. Có nhiều khi mình rửa chén mình cũng hối hận, ăn có một chén rửa nguyên thao. Cho nên nhiều lúc rửa chén cũng hối hận lắm ấy. Biết vậy nãy đi về cho rồi, trên đường mua ớn mì có bộ hạnh phúc hơn. Bây giờ viết cái bài rửa chén để ngay đó. Mỗi cái chén là một vị Phật để mình tắm. Mỗi một cái chén mình rửa là rửa cái tâm mình. Và mình thấy rằng cuộc đời này, sự tu tập là một quá trình, hết cái này tới cái khác. Thì cuộc sống cũng thế thôi, trường gian sống sao dồn sống trước. Mình đi trong một cái dòng sông dài gọi là trường gian. Và quý vị có thấy rằng cuộc đời mình mãi tới giờ phút này quả thật là trường gian sống sao dồn sống trước không? Hết cơn sóng này thì lại một cơn sóng khác. Mình không có khả năng để dừng cái sóng, nhưng mình đủ khả năng đi với sóng, lướt với sóng. Mình không có khả năng làm cho sóng không có mặt. Mình không có khả năng làm cho trời không oi bức, nhưng mình có khả năng cầm cái quạt để quạt cho mình mát hơn. Mình không có khả năng làm cho cái thời tiết nó đừng lạnh, nhưng mình có đủ khả năng tìm những chiếc áo mặc cho nó vừa đủ ấm cho mình. Mình không có khả năng chuyển cảnh, nhưng mình đủ khả năng chuyển tâm. Mà tâm mình chuyển rồi thì cảnh sẽ chuyển theo. Hồi đó mình bực bội, mình gào thét, trời ơi trời, từ nhỏ tới lớn tôi nhớ tôi đâu có ở ác, mà sao tôi toàn gặp gì đâu không. Nếu mà không có gặp gì cái mình nói trời ơi đời tôi chán quá, không có gì để gặp. Lâu lâu gặp nhau hỏi khỏe không, có gì lạ không, chán phèo, không có gì lạ hết. Bình thường, chán nhất. Nhưng mà bữa nào có gì mà nó bất thường hay sao? Trời ơi trời, tôi muốn bình thường mà sao không được. Cho nên cái việc ai thương mình không có sao hết, nhưng mình tự phải biết mình là ai và người thương mình là ai. Và nhiều khi cái vị đó mình trân quý tình cảm, nhưng sau đó mình biết nuôi dưỡng, yểm trợ cho vị đó tu tập trên con đường. Tại mình biết nếu mình đến với người đó và người đó đến với mình, nếu mà có hạnh phúc thì chỉ có hai người thôi. Còn nếu vị đó tu thành công thì hạnh phúc nhiều người. Pháp Hòa nhớ năm Pháp Hòa 14 tuổi, trước khi được đi xuất gia thì Pháp Hòa làm thị giả trong một cái khóa hạ. Lúc đó quý vị biết không, toàn nước Canada, toàn nước Canada, mà mời luôn cả bên Mỹ qua an cư được 20 thầy. Hai nước luôn á, mà tổ chức lễ an cư được có 20 vị. Và Pháp Hòa là thị giả cho 20 vị, 20 chư tăng trong lúc đó. Mà hồi đó qua làm thị giả, quý thầy qua kỹ lắm, chăm sóc cho quý thầy từ miếng nước, miếng cơm, và thậm chí giặt y áo, quần áo của quý thầy, không sót một vị nào, mà không đưa nhầm đồ của ai hết. Tại Pháp Hòa có cái cách mình đem thức đồ của vị nào ra là mình đánh dấu đàng hoàng rồi ghi chú vô cuốn sổ. Thầy một, bao nhiêu đồ của thầy đó là số 1 hết, bao nhiêu thầy đó là đồ số 2 hết. Cho nên xếp xong rồi trả, xếp đàng hoàng và trả không sót một vị nào. Thì Pháp Hòa nhớ có một vị, thì vị đó mới nói Pháp Hòa, thầy cho con
Lúc đó Hòa đang ở dưới bếp làm việc, thì ở trên buổi giảng thượng tọa cho bài thơ. Thầy thượng tọa hỏi: quý vị ở đây có biết điệu hòa không? Điệu hòa là chú tiểu, ở ngoài Bắc, ở ngoài Huế kêu điệu, ở trong Nam kêu đạo, ở ngoài Bắc kêu tiểu. Cũng ông mà ông tiểu, ông đạo và ông điệu. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tụng đám cũng được kêu chú tiểu không à. Bữa đó tụng xong đi ra, cái bà cụ kia bà nhét cho mấy cái bánh ít, rồi đây nè chú tiểu đem về ăn. Tự nhiên bà kia bà đứng nói: nè tiểu có nơi có chỗ nghe không? Chứ phải đụng đâu tiểu đó ha. Mấy cái vậy sốc hàng vậy nó nhớ lâu lắm. Thì thượng tọa mới cho qua bài thơ. Pháp Hòa không nghe, không trực tiếp ở đó để nghe, nhưng chỉ nghe bài thơ như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và thầy nói thêm: mai mốt điệu hòa được thế phát đi tu, thầy cho con thêm hai câu nữa: từ nay từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Pháp Hòa đang xếp quần áo dưới bếp, có ông cư sĩ nghe xong xuống: nè, nhớ ai mở trển thầy nó, ông nhớ bóng hồng đó. Mà thiệt sự lúc đó Pháp Hòa đâu có hiểu cái chữ bóng hồng là cái gì. Mới 14 tuổi ha, bóng ma thì nhớ, bóng hồng thì không biết. Nói tới vụ bóng ma, thôi để chiều kể. Tại chiều tối tối kể chuyện ma nó mới linh. Bây giờ cái câu hỏi là bây giờ mình có một vị tu hành thương mình, thôi thì mình cứ cảm nhận đó là một tình thương một người thầy đối với người trò. Nhưng mình cũng biết rằng để yểm trợ cho tình thầy trò này nó ở mức này thôi, nó đừng có tăng mức nữa, thì mình nên tìm nơi khác mình tu tập. Đã là tu thì ở đâu cũng được, và sự ra đi của mình không có gì gọi là phiền não, chẳng qua là yểm trợ cho thầy. Còn nếu như mà thầy trực tiếp chia sẻ gì thì mình cũng có lời khuyên: cảm ơn thầy và xin thầy nuôi dưỡng một tình cảm này của con, thầy để vào trong cái nhà băng tình cảm nữa, để thầy trở thành cái tình thương của đại đồng, của rộng lớn. Tại vì cái nhiều nó cũng từ cái một. Bây giờ con là một thôi, thì thầy hãy để con vào cái nhà băng từ bi đó của thầy. Đến khi nào thầy sẽ trở thành một người có tình cảm, tình thương với tất cả, đại đồng nó lớn hơn. Còn nếu mà đơn giản nữa thì mình chỉ viết một câu thôi: tình chỉ đẹp khi còn gian dở, tóc mai sợi ngắn sợi dài, thương nhau chẳng được mới nhớ hoài nghìn năm. Con xin thầy giảng cho hội chúng được nghe về bài thức ăn của vô minh. Thì cái này hồi nãy Pháp Hòa cũng có thưa rồi đó. Thức ăn nào cũng là cần phải ăn hết. Đoàn thực cũng phải cần, xúc thực cũng phải cần, thức thực cũng phải cần, tư niệm thực cũng phải cần. Đoàn thực là mình ăn để vô miệng, nhưng đâu có nghĩa là mình không ăn. Phải ăn chứ, nhưng mình phải ăn với tuệ giác, phải chánh niệm. Cái gì hợp với mình, cái gì không đưa đến bệnh tật, cái gì sẽ đưa đến khó khăn. Cho nên đoàn thực vẫn cần, không có đoàn thực mình chết. Vì chữ đoàn nghĩa là gì? Chữ đoàn nghĩa là tròn. Thí dụ như nếu mình nói theo văn hóa người Ấn á, thì người ta ăn, người ta lấy cái tay người ta tém, tém cái thức ăn nó tròn tròn, tròn vậy gọn vô miếng, người ta bỏ vào miệng vậy là cũng là hình thức đoàn thực. Còn mình bây giờ là mình múc từng phần đủ cái miệng mình đưa vô, cái mình nhai nhuyễn rồi mình nuốt, thì tất cả hình thức đó đều gọi là đoàn thực hết. Như vậy thì chúng ta cũng cần đoàn thực, nhưng phải có chánh niệm. Vì không thì có những thức ăn sẽ làm mình bệnh hoạn. Rồi giờ tới xúc thực. Xúc thực là tiếp xúc. Tiếp xúc qua mắt, qua tai, qua mũi, qua miệng.
Mình cần không? Ví dụ như mình muốn nhìn hình Phật thì mình phải có mắt mình nhìn. Nhưng mà vì mình tiếp xúc với hình ảnh Phật cho nên không có cái tâm gì mình khởi hết. Mình chỉ khởi tâm cung kính. Còn nếu mình tiếp xúc với một hình ảnh không lành mạnh thì cái tư tưởng khác nó gia vào. Tại vì mình nhìn hình gì thì phát sinh cái ý tưởng đó, cái tác ý đó. Vậy cho nên phải cần có chánh niệm trong khi xúc thực. Thí dụ mình lắng nghe, mình nghe những câu chuyện người ta nói, mình phải có chánh niệm để biết rằng mình đang lắng nghe và nghe những câu chuyện, nghe mà không nghe. Nó có bốn cách nghe nha. Nghe mà không nghe là nghe người ta nói, nghe người ta nói nhưng mình biết rất rõ những cái này nó không cần thiết để mình đưa vào cái sâu sắc của nghe, cho nên chỉ nghe người ta nói thôi mà không cần lưu. Vì vậy cho nên nếu như mà mình ăn bất cứ xúc thực, tư niệm thực, còn thức thực là gì? Thức thực là mình nhận thức, so sánh, mình đem phân biệt. Vì vậy cho nên cái nào cũng là cái chuyện rất thường trong cuộc sống chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta có đủ trí tuệ, tuệ giác để chúng ta soi vào mọi thứ. Giống như mình hàng ngày mình có những cái nhu cầu căn bản: ăn, mặc, ngủ, ở, đi vệ sinh. Đó là những việc căn bản của con người: ăn, mặc, ngủ, ở. Nhưng mà người có chánh niệm thì ăn, mặc, ngủ, ở đủ cái mình cần. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Đại chúng trước khi đi du lịch, mình có cần soạn hành lý không? Rồi quý vị có suy nghĩ mình sẽ đi bao nhiêu ngày không? Suy nghĩ bao nhiêu ngày để làm gì? Để lấy quần áo, vật dụng đủ thời gian mình đi thôi. Có ai mà soạn hành lý mà mang những cái không cần thiết trong chuyến đi mang theo đâu. Y chang như cuộc sống của chúng ta. Đôi khi chúng ta phải thực tập giống như mình soạn một cái hành lý gọn, vừa đủ để chuộc hành trình bao nhiêu ngày thôi. Thậm chí một cái áo lạnh mà quá dày chúng ta mang theo nó kinh càng, chúng ta còn để lại mang một cái gì nó gọn thôi. Thì vì vậy thì mình lấy cái ý đó, đó cũng giống như cuộc sống của mình đó. Chúng ta thu gọn những cái nhu cầu của chúng ta đó. Như hồi sáng và thưa Pháp Hòa hay suy nghĩ mấy cái chuyện vậy để tìm tòi ra được một bài học cho cuộc sống của mình. Phật hay dạy mình đó là sống theo cái nhu cầu cần thiết, cũng giống Pháp Hòa nghĩ mỗi lần mà đi đâu và soạn quần áo, soạn vali đó, thì Pháp Hòa luôn luôn biết là mình sẽ đi bao nhiêu ngày và cái chuyến đi này mình làm gì để mình soạn những vật dụng mình đem theo cho nó đúng với cái chuyến đi. Thì cũng y như vậy. Nhưng nếu mà nói về cái chúng ta muốn thì thôi, vô cùng vô tận cái mình muốn mà. Nhưng mà thật sự cái mình cần thì bao nhiêu? Rất là hạn hẹp, rất là ít, không có cần nhiều đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta thường hay quên lãng cái nhu cầu và cái tham cầu, và chúng ta bị cái tham cầu nó lôi cho nên cái nhu cầu nó lại bị lấn. Vậy thôi. Cho nên chữ vô minh là gì? Không tỏ rõ cái việc mình. Bất cứ gì chúng ta sống trong đời này chúng ta cần á, không có bỏ gì hết trơn. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta biết được mình đang làm gì để chúng ta chuẩn bị cho nó đúng thôi. Thí dụ tụng kinh tốt không? Tốt không? Tốt. Nhưng mà phải biết giờ để tụng. Hoặc là thậm chí quý vị tụng 2 giờ sáng cũng sao hết á. Tại đi làm về 1 giờ, đi làm về 1 giờ khuya. Bây giờ chỉ có 1 giờ nhất, duy nhất là tụng kinh 2 giờ. Tụng giờ 2 giờ cũng chẳng có sao hết, không có sai gì hết, cũng không có sợ Phật không chứng gì hết. Nhưng mình phải biết giờ đó bá gia, bá tánh, người nhà mình, hàng xóm người ta đang ngủ. Mình đừng có chuông mỏ gì hết, xài một cái mỏ của mình thôi. Mà cái mỏ này cũng gõ nhỏ nhỏ vậy đó, chứ không phải là chí tâm đánh lễ. Thì ngay cả không cần sử dụng chuông mỏ,
chỉ tụng kinh mà trong cái thầm lặng, trong cái nhẹ nhàng, âm ba nó vừa chừng, thậm chí tụng thầm, thậm chí niệm Phật trì chú, miễn là có hành trì đúng cái thời khóa mình quy định. Nhưng tự chúng ta biết giờ giấc bao nhiêu người xung quanh mình. Như vậy thì cái chuyện tu tập không sai, nhưng chúng ta không đủ chánh niệm để chúng ta thực hiện tu tập của mình, thì người ta cho mình là vô minh. Mình tu người ta chống bán mình, cái nói trời ơi sao tu nghiệp nặng quá, tu mà âm binh đâu, quỷ sứ đâu xung quanh mình chống đối mình. Thì mình phải nhìn lại cách tu của mình, mình nhìn lại cách tu của mình. Mình nghe pháp thì mình cứ nghe, mà nếu mình biết khuya rồi người ta cần ngủ mà cứ dặn sùm lên hỏi mớ chi, để cho pháp âm vang dội. Đúng rồi đó, đúng nghĩa pháp âm vang dội rồi đó. Hỏi làm gì, tôi đang chuyển pháp. Người ta nghe riết ta không chịu nổi, ta chuyển phòng. Chuyển phòng không chịu nổi, ta chuyển nhà. Rồi cái mình đổ thừa, nó chắc tu đổ nghiệp. Đổ là tại vì mình không biết cách, cho nên nó mới tràn lan tùm lum vậy. Cho nên cái nào cũng làm được hết. Cái gì chúng ta sống ở đời và không có dạy mình bỏ gì cả, cứ sống bình thường. Nhưng cái quan trọng là mình có tuệ giác, có chánh niệm, thì làm cái bình thường đó đây là trở thành cái phi thường. Mình cứ bình thường, cứ nói chuyện bình thường. Có nhiều Phật tử nói trời gặp quý thầy nói gì vậy? Sợ quý, sợ có sợ tội quá. Hồi nãy giờ đâu nói gì đâu. Thí dụ như thay vì ta thuần thành, ta đi chùa ta nói bạch thầy, mà nó không biết trời đất thì nó thưa thầy cũng được nữa. Thầy lãng quạng mình thưa. Ta kêu thưa thầy. Thì cái chữ thưa chữ bạch nó cũng giống thôi. Nói sao Phật tử đi chùa ta nói hay quá. Ta đây ta gặp quý thầy nói dạ con thỉnh thầy độ trai, độ ngọ. Thí dụ vậy, ta không biết mình nói thường đi. Con mời thầy dùng cơm. Thỉnh, ông cũng ngồi xuống ăn. Mời, ông cũng ngồi xuống ăn. Thậm chí nói ê ngồi ăn đi cũng được. Tức là mình đừng có ngại, mình miễn làm sao mình hiểu mình đang nói gì. Từ ngữ bình thường cũng không sao hết, không cần phải bài bản gì. Có nhiều khi ta hỏi con muốn việc nọ việc kia khấn sao thầy? Pháp Hòa thường không có chỉ mấy vụ đó. Pháp Hòa nói khấn là gì? Là cái lòng của mình muốn làm sao mình nói vậy. Còn bây giờ Pháp Hòa viết một bài cho quý vị đọc là bài của Pháp Hòa. Mình xin người khác chỉ cho mình khấn là bài của người ta. Còn mình muốn khấn gì tự lòng mình, tự mình. Mình đang gặp khó khăn gì, mình muốn nguyện cầu gì, lòng mình sao mình nói y vậy. Xin Phật phù hộ cho con trai của con, nó tỉnh táo lên, nó biết lo làm ăn, lo cho gia đình đó. Mình nói chuyện bình thường vậy thôi, chứ đâu cần thầy chỉ chi mấy cái đó. Tại vì đó là giờ phút mình tiếp xúc giữa Phật với mình. Mình đưa cái lời khấn nguyện mình lên thành một cái ước nguyện. Vậy cầu nguyện là gì? Mình đưa cái tâm tư mình thành một cái ước nguyện, không cần bài bản của ai. Cho quý vị Pháp Hòa biết rất nhiều cái chuyện như vậy đó. Rồi bây giờ này bắt chước nha. Mà bắt chước nghe ông kỹ đó. Nghe Phật tử người ta chúc quý thầy, chúc quý thầy pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Bắt đầu viết vô chúc thầy Pháp Hòa pháp thể bi an, chúng sanh vị độ, con xin cúng dường. Cúng dường là cúng cái giường á, viết chữ giường đó đó. Pháp Hòa nói Pháp Hòa mà biết người nào qua sẽ trả tờ giấy này lại, nói thiếu mền gối. Không biết chữ Hán thì thôi đi. Viết bình thường chúc thầy sức khỏe, bình an. Viết cái câu gì mình biết đúng chính tả, mình nói đúng chữ viết chính tả. Trời ơi nghe người ta nói vậy đó, rồi cứ viết vô đọc tôi tức cười lắm. Chúc thầy Pháp Hòa vô minh vạn tuế. Trời ơi vô minh con ngày là muốn chết. Viết cho bà viết kiểu vậy.
pháp hòa, mà bữa nào mà gom lại hết mấy cái thơ tình kiểu đó đó ha, đọc quý vị nghe quý vị cười chết luôn. Mình đọc là mình hiểu, mình hiểu rất là muốn nổi cái bài thơ, cái bài thơ mà truyền đăng của pháp hòa đó, biết nghe làm sao mà thỉnh thoảng mà thấy trên mạng viết lên trật lất hết trơn, nghe không kỹ cái chữ đó, mà cái chữ mà mình viết không trúng thì nó thành cái nghĩa khác. Thí dụ như chúng sanh dị độ dê đê, chữ dị này là dễ, chúng sanh dễ độ. Còn nếu mà nói chúng sanh vị độ, chữ V, chữ vị là không thể. Thay vì nói chúng sanh dễ độ mà viết thành chữ vị là chúng sanh không thể độ. Có nhiều người nghe tên pháp hòa chứ cũng đâu biết là pháp hòa đâu, viết thầy phát hòa. Kính gửi thầy phát hòa. Viết xong rồi phát ra em đâu có quà gì để phát. Có nhiều khi đưa lên nói sao cô không cho em quà để em phát. Thầy phát quà. Có một cái cô đó, bữa hôm đi chợ gặp cổ nè, 30 năm mới gặp lại. Trời ơi, thầy phát quà, thầy phát quà. Đẹp trai tôi uổng vậy cho nội, 30 năm gặp lại đó. Nhưng mà mình sẽ lấy những cái đó làm cái niềm vui của sự tu tập. Cái đó nhà Phật gọi là gì biết không? Vi tiếu. Tiếu là cười. Vi là gì? Vi tế. Nãy giờ quý vị cười là quý vị cười hoan hỷ. Nhưng mà sau một nụ cười hoan hỷ đó, mình thấm mình lại và mình nghiệm lại cái câu chuyện, cái mình thấy lúc đó mình chỉ không cười nữa, mình sao? Mỉm cười thôi. Nhà Phật gọi cái mỉm cười mà tâm đắc á, mỉm cười mà tâm đắc gọi là vi tiếu. Thí dụ ha, mới bữa hôm có một cô chạy lên xin chụp hình. Thầy thầy cho con xin một tấm. Pháp Hòa nói không, người ta 6 tấm không à. Người ta 6 tấm rồi còn con tấm vậy. Là quý vị nghe xong quý vị cười phải không? Xong bây giờ quý vị nghiệm lại. Trong cái chơi mà có cái lý, đời người ai cũng 6 tấm. Rồi mình cười xong rồi mình nghiệm lại câu nói đó thì mình thấy sao? Tâm đắc. Pháp Hòa ví dụ chuyện đó thôi. Thì khi mình mỉm cười, mình ngẫm nghĩ, mình mỉm cười, mình lắc đầu, mình tâm đắc, thì cái lúc đó đó, mình mỉm cười lúc đó đó, thì gọi là vi tiếu. Và trong cuộc sống này có rất nhiều những chuyện đó xảy ra, và chúng ta chỉ cần dừng lại 5-10 phút thôi để mình quán chiếu cái việc đó, mình thấy mình sẽ tâm đắc được một vấn đề. Mình sẽ tâm đắc được một vấn đề mà nhiều lắm. Rất nhiều việc như vậy. Con kính nhờ thầy giải đáp giúp con và tất cả Phật tử được biết như thế nào gọi là Phật hóa gia đình. Bản thân con là một người Phật tử rất thích nghe pháp, rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, mỗi lần đi chùa hoặc mở pháp ra nghe thì nhận được những lời lẽ không vui từ phía gia đình. Cái chữ Phật hóa đó, nếu mình nói cho đủ chữ là Phật hóa phổ. Thầy có chữ phổ để làm gì? Để nói nó rộng rãi. Hồi xưa mình có một cái hệ thống mà ngày nay nó là gia đình Phật tử đó. Trước đó không gọi là gia đình Phật tử, trước đó gọi là gia đình Phật hóa phổ. Nghĩa là làm sao đem Phật pháp phổ hóa trong nhân gian, trong gia đình. Vậy thì cái phổ hóa này á, nó hóa, chữ hóa đây là gì? Là hóa độ, là cảm hóa. Cảm hóa một cách rộng rãi người thân mình bằng mọi hình thức. Thì người Phật tử, cái bổn phận của mình là Phật hóa gia đình. Còn bổn phận của chư Tăng là Phật hóa
xã hội, đời sống. Tại vì mình quý thầy truyền đạt cái ý tưởng đó, mình đem về mình Phật hóa gia đình. Pháp Hòa ví dụ, trong gia đình của mình có nhiều người chưa ăn chay được, nhưng nếu mình ăn chay mà mình không lo nấu cho các vị đó, không nên. Vì đó, cái chuyện chăm sóc gia đình đó là bổn phận của mình. Đừng vì cái việc tu hành của mình mà bỏ cái bổn phận. Mình bỏ bổn phận mình thì mình thiếu cái kết duyên với người thân, thì làm sao cảm hóa họ được. Cho nên á, cái tinh thần của Bồ Tát, tinh thần của Bồ Tát là không phải ngồi ở trên núi, mà phải đi vào trong đời để cảm hóa chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta cần có cái tinh thần Phật hóa, tức là làm sao mình đem cái tâm tư, cái giáo pháp của Đạo Phật đi vào nhẹ nhàng trong đời sống. Ví dụ gia đình chưa ăn chay được, mình vẫn nấu mặn, nấu cho các vị ăn bình thường. Nhưng bây giờ một ngày 4 món thì trong đó sẽ có một món hoàn toàn không thịt, không cá. Thí dụ mình nấu thịt kho gì đó, mình làm một tô canh rau, tàu hũ. Tức là mình len lỏi trong ba sẽ có một món chay. Gia đình mình đốt với tiền vàng bạc rất là nhiều, không thể bỏ, đó là tập tục. Bây giờ mình sẽ đốt và mình sẽ giảm bớt đốt để tượng trưng. Gia đình mình cúng dỗ, nếu bây giờ vẫn cúng dỗ mà cúng một bữa dỗ chay, chưa thể đãi hết khách ăn chay thì cúng một bữa chay thanh đạm, còn khách thì tùy hỷ gia đình. Còn nếu mà gia đình chưa làm được, chưa chấp nhận được, thì trong các món kia cũng có món chay. Đây là Pháp mới nói chuyện ăn uống cúng quải thôi. Cái quan trọng nữa là gì? Đó là cách sống của mình. Cách sống của mình. Không phải quý vị ngồi đây mới gọi là thuyết pháp đâu. Mình thuyết pháp trong đời sống của mình, đời sống ngay giữa con người với con người, thuyết pháp này nó trực tiếp hơn, nó hay hơn nữa. Tại vì có những người họ gần mình á, cái cách sống của mình là một bài pháp. Còn cái đây không, cái này lâu lâu một lần thôi. Mà người nào thích lắm, duyên lắm mới ngồi đây, chứ không phải tổ chức là người ta ngồi đâu. Chờ cái trường hợp ngồi đây thuyết pháp mà có người nghe hiếm lắm. Mà cái đời chúng sanh xung quanh mình, họ trực diện với mình mỗi ngày, họ trực tiếp làm việc với mỗi ngày, đó là cơ hội để chúng ta truyền tải giáo pháp qua cái cách sống của mình, qua cái ngôn từ của mình. Cho nên Phật hóa gia đình bằng cách nào? Bằng ngôn ngữ, bằng cách sống, bằng cái cách mình sắp xếp cho gia đình. Những cái gì mình chia sẻ được cho ai, mình làm để cho người khác thấy. Nhiều khi người ta không nói ra đâu, nhưng mà cách sống của mình á, người ta cảm nhận được hết mình là như thế nào. Cho nên cái từ Phật hóa đó, Phật hóa gia đình rất cần. Bây giờ ta nói nè, Phật hóa tang lễ. Tang lễ cũng phải có Phật hóa. Tại sao? Mình sẽ làm tang lễ theo chánh pháp, giảm những cái ồn ào kèn trống. Thỉnh quý thầy tụng một thời kinh, nhưng mà trước khi tang, thỉnh quý thầy cho 5-10 phút pháp thoại, khai thị cho gia đình, để cho gia đình ý thức. Rồi trong cái nghi thức mình tụng, phải chuyên chở được ngôn ngữ mà người khác hiểu được mình đang tụng cái gì. Thí dụ mình tụng khổ hải thao thao nghiệp tự chiêu, mê nhân bất tỉnh bán phân hào, kim triêu bất bả di đà niệm, uổng tại nhân gian tảo nhất tao, nghe rất là hay. Nhưng ở dưới nó đâu hiểu mình tụng gì. Bây giờ cũng cái bài đó, mình đọc lại. Cũng cái bài đó mình đọc lại bằng tiếng Việt.
biển trần lai láng, sóng nghiệp lao xao. Người ơi mi chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu, chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Biển khổ mênh mang, biển khổ mênh mông nghiệp đã mang. Hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Thì ở dưới đó ta nghe xong, chỉ dù chỉ 5 giây tỉnh thức thôi. Đúng ha, biển khổ mênh mông nghiệp đã mang, hôn mê chưa tỉnh giấc kê vàng, hãy mau trì niệm hồng danh Phật, rời khỏi bờ mê bến giác sang. Rồi qua một cái đoạn khác mình thỉnh, lúc người ta châm trà thì mình lại tổng cái, mình đọc một câu rất là hay, không có gì sai hết. Cái câu đó là phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tợ điểu đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tự phi. Ở dưới nghe cũng gật nho hay, nho ngon. Nhưng nếu mình muốn Phật hóa họ hết, hồi nãy chỉ những người hiểu Hán thôi, hiểu chữ nho thôi, còn những người không biết thì ở dưới nó không có hiểu gì hết. Thì bây giờ mình Phật hóa họ hết. Mình Phật hóa họ bằng một cái bài kệ tiếng Việt, cũng cái bài đó, nhưng bây giờ mình đọc bằng tiếng Việt. Cha mẹ ân sâu rồi cũng biệt, vợ chồng nghĩa trọng cũng chia ly. Tình người nào khác chim chung ngủ, sáng đến mạnh ai nấy bay đi. Ở dưới nó gật gù, nó giờ ba bay trước, con lướt bước theo sau. Thành thử ra mình Phật hóa người ta là như vậy. Cho nên chữ Phật hóa là mình cảm hóa, không phải đợi ở bài thuyết pháp, mà mình khéo léo bằng tất cả mọi nơi. Người ta thờ ông Táo và người ta quan niệm rằng ông Táo sẽ vì người ta báo cáo, cho nên người ta không dám rút chân nhang. Người ta để chân nhang đủ hết để cuối năm người ta đốt một lần, để ông Táo đem lên trình ở trển, ở dưới này cúng bao nhiêu nhang. Rồi có một ngày nọ nhang nó phực, nó cháy, nó cháy cái nhà cái ông Táo ngồi chờ mình xây nhà khác đi báo cáo. Thì bây giờ mình nói ông Táo là gì? Ông Táo là ông thần bếp, ông thần lửa. Mà lửa là giữ ấm, lửa là giữ ấm. Vậy thì con hãy giữ ấm gia đình bằng một buổi cơm chiều có mặt cho nhau. Nhà nào còn thổi bếp nấu cơm chiều, nhà đó còn hạnh phúc. Còn nhà nào mỗi người hộp cơm, mỗi người cái laptop, mỗi người cái iPad vô phòng, thì nhà đó là ở trọ, tại vì mỗi người có mỗi hướng. Như vậy thì cái ông Táo đó là nhắc nhở mình giữ lửa. Giữ lửa là giữ ấm gia đình. Cho nên mình làm sao mình Phật hóa được gia đình theo cái khéo léo của mình, mà không cần phải qua hình thức tu hành gì hết. Có nhiều Phật tử nói ồ, tôi ở nhà trọ không có chỗ thờ Phật. Pháp Hòa hỏi có chỗ treo bức tranh Phật không? Dạ có, treo bức tranh đi, khỏi thờ. Khỏi có phải đèn nhang bông trái gì hết, treo bức tranh Phật thôi. Rồi mỗi lần đi ngang xá Phật, hay thậm chí cúi đầu. Tại vì cúng Phật có 6 cách cúng. Cúng Phật có 6 cách: cúng nhang, cúng đèn, cúng hoa, cúng trái, cúng nước. Bây giờ cái bàn thờ mình không có thì năm cái này đâu có chỗ để. Thì mình thực hiện cái cúng cuối cùng, đó là đảnh lễ tang thàn. Cho nên mỗi chiều mình tụng kinh đó, mình cúng Phật bằng cách là mình ca ngợi Phật rồi mình đảnh lễ. Đó là cúng đó, đó là một trong 6 cúng đó. Tại vì mình để bông trái mọi thứ lên rồi cuối cùng phải thi cái lễ cuối cùng là gì? Bắt đầu đảnh lễ. Đảnh lễ để nói lên con dâng các cái thứ này lên cúng.
Vậy thì cái mình đảnh lễ là cái cốt lõi, cái quan trọng. Học cái hạnh của Phật cho Phật hóa đời sống của chúng ta. Pháp Hòa rửa hình Phật Thích Ca nhỏ nhỏ chừng gang tay. Sinh viên đại học, các em nó đi du học hay là ở chỗ ký túc xá, Pháp Hòa cho mỗi đứa tấm hình nhỏ nhỏ vậy. Con không có chỗ thờ trong trường đó, con để ngay bằng bàn học của con. Lúc nào con cũng nhìn thấy Phật và con biết rằng Phật có mặt bên con. Mình Phật hóa một đứa nhỏ, Phật hóa một đứa nhỏ. Và khi nào đi học, thật sự mình cũng bận lắm, nhưng mà vẫn dặn nó một câu: tụi con đi học, có gì cần liên lạc email cho thầy. Rồi tụi con cần chia sẻ, mình biết nó xa cha xa mẹ, mình biết nó không có gia đình ở đây, hoặc là thậm chí mình biết nó là những đứa tinh thần yếu kém, dù mình rất bận nhưng vẫn cúng dường cái câu nói đó: nhớ liên lạc thầy khi cần. Tại mình sợ nó lầm đường lạc bước, mình sợ như vậy. Cho nên mình cứ nói, mình cứ nói là mình sẵn sàng có mặt khi nó cần. Cho nên thưa đại chúng, mình kết duyên với chúng sanh là sao? Nếu mình lúc nào cũng từ chối thì mình không đủ cái kết nối. Cho nên á, mình tặng cho người ta một ly nước cũng kết duyên. Người Hoa người ta nói, người Đài Loan người ta cúng dường cho sư, người ta nói vậy đó: con xin kết duyên với quý thầy. Chứ người ta không có dùng cúng dường, kết duyên thôi. Để chi? Để đời đời được gặp Tăng Bảo. Pháp Hòa chia sẻ với mấy thầy, Pháp Hòa thì ở tận Canada, ít khi nào được dịp mà thậm chí có những bậc tôn đức mình rất kính trọng nhưng đâu mình được gặp đâu. Thì các ngài lần lượt theo Phật hết rồi, Pháp Hòa cũng chưa được gặp. Mặc dù từ nhỏ mình rất quý kính quý ngài, cho nên mỗi lần mà quý ngài mất á, Pháp Hòa đảnh lễ. Giống như Hòa Thượng Tinh Vân vừa rồi ngài tịch á, cái Pháp Hòa mở YouTube cái lúc mà đưa ngài đi trà tì, Pháp Hòa ngay cái bàn làm việc của Hòa, Pháp Hòa quỳ xuống và đảnh lễ ba lạy, cung tiễn ngài ở từ xa. Và con nguyện đời đời kết duyên với Tăng Bảo. Quý vị có thể làm việc đó được. Mình đi ngang, cho Pháp Hòa dặn là đi mình đi đâu đó, đi ngang cái ngôi chùa, không vô được, xe đi ngang thôi, chắp tay lại hướng về ngôi chùa xá xuống. Dù không bước được xuống vô chùa, nhưng trên tuy mình đi xuống quê, từ ở Sài Gòn xuống Cần Thơ, Sóc Trăng vân vân, có thể mình đi ngang những ngôi chùa. Cũng giống như ở đây quý vị đi thăm viếng, thời gian gần đây quý vị có thể đi ngang những ngôi chùa, không thăm viếng được, cứ hướng về đó xa. Làm như vậy, mình Phật hóa cái tâm mình, Phật hóa cái cách sống của mình. Lâu ngày nó thuần rồi, đời sống của mình không cần nói nhiều, nhưng mà cách sống của mình nó sẽ làm nhẹ người khác. Ta thấy Phật trong đó. Cũng giống như người ta làm thơ đó, mà người ta đạt rồi, trong thơ có nhạc. Không biết quý vị có cảm được điều đó không? Trong thơ mà mình đọc thơ người ta mà mình nghe được tiếng nhạc, trong nhạc có thơ. Rồi có những giọng hát người ta hát, mà trong tiếng hát của người ta có thơ, có đàn ở trong đó, tại cái âm ba của họ. Cho nên Đức Phật không phải tự nhiên mà ngài huân tu. Ngài huân tu ngài mới được. Thì chúng ta cũng thế thôi chứ có gì khác đâu. Thí dụ như ngày nay mình thuộc kinh nhiều cũng phải huân tu, nhờ không lãng phí thời gian vào những việc khác, để thời gian mình vào cái việc kinh điển sách vở. Sao người đó có thể bình tĩnh được như vậy? Tại người ta để thời gian vào sự thiền định. Còn mình mà rảnh lúc nào cứ đem ra quẹt, có nhiều khi không có chuyện gì làm, selfie một cái coi, rồi cái mình quăng lên Facebook nói: em đang ở đây nè, tối nay buồn quá có ai rủ đi chơi không. Ta lúc nào mình cũng kiếm sự bận rộn. Mình ít khi nào mình đủ khả năng ở một mình.
Lên xe là sợ cô đơn, vừa vô chưa kịp đề xe nữa, hay là vừa đề xe thôi chưa kịp ngồi ngay ngắn là bật cái nút mở nhạc lên rồi. Vừa về tới nhà thôi bật cái tivi lên rồi, vì lúc nào cũng không thể chịu được sự yên lặng. Không có tội nha, không có tội gì hết, cái đó không có tội lỗi. Nhưng nếu mình muốn có được sự định thì buộc lòng mình phải hy sinh cái này, giảm cái đó. Quý vị nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng nếu mà nói lợi ích, huân tập được bao nhiêu? Được 5 phút thôi. Vì 5 phút sau là mình thầy đưa mình vào giấc mộng nữa. Cho nên thầy mới nói con ơi hãy ngủ, thầy hầu ru đây. Thầy sẽ đọc thơ Huy Cận cho mình nghe. Quý vị hiểu được chỗ đó không? Nằm nghe pháp cũng không tội, nhưng cái sự lợi ích nó được bao nhiêu là tùy vào cái cách mình ngồi hay là mình nằm. Cho nên đây là một câu hỏi rất hay, và cái điều rất cần thiết là chúng ta làm sao cái cách sống của mình. Quý vị đi hành hương trong một chiếc xe bus, có thể trong chiếc xe bus này chỉ có 5 Phật tử thuần thành thôi, còn bao nhiêu còn lại là những vị người ta chỉ muốn đi du lịch, đi thăm viếng thôi. Vậy thì 5 người đó phải có bổn phận sống như thế nào để Phật hóa 45 người còn lại. Hành hương mà, mình hành như thế nào để tỏa hương của định, của giới, của niệm. Cho nên mình, đó là bổn phận của mình. Bổn phận của mình là làm sao Phật hóa. Pháp Hòa nhớ nhà thơ, hình như nhà thơ Trụ Vũ, ông có 4 câu rất hay. Hình như là Pháp Hòa nhớ không sai là tại nhà thơ Trụ Vũ. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. 4 câu rất hay. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật. Cái Đức Phật có một cái phiến tâm rất hùng mạnh. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Hùng nhưng mà không cứng nhắc, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm. Tại nhạc ai cũng thích hết á. Vậy thì cũng cái hùng mạnh đó, nhưng nó đi vào trong một khúc nhạc nhẹ nhàng. Để làm chi? Để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Một lời nói của mình giống như một dây đàn khải lên. Một cái cách sống của mình cũng là độc huyền cầm, nhưng cái đó nó đủ khả năng làm cho người khác tỉnh thức nhẹ nhàng. Bài thơ rất hay và rất có ý. Làm sao phổ được phiến hùng tâm của Phật vào trong khúc nhạc cầm, để độc huyền kia dù một sợi mà vang lên thành hải triều âm. Hải triều âm là tiếng sống, nói rất nhẹ nhàng nhưng nó đủ khả năng nó làm chấn động người khác, thì cái đó là hải triều âm. Cho nên trong phẩm Phổ Môn á, phạm âm, hải triều âm, thắng bỉ thế gian âm. Có những lời nói rất nhẹ nhưng nó làm đủ khả năng nó làm tính một con người, thì lời nói đó nhẹ mà lại hải triều âm, hùng mà không cứng ngắc, trong nhẹ nhàng như một nốt nhạc, rất tuyệt vời. Thì cách sống như vậy là chúng ta Phật hóa, nhờ chúng ta có huân tập để chúng ta Phật hóa chính mình, Phật hóa người thân, Phật hóa xung quanh. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ chúng ta xin hồi hướng để kết thúc phần 2 của ngày hôm nay, để quý vị giải lao ăn chiều và chuẩn bị trang điểm trở lại để vào sân khấu phần 3. Rồi mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này
và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.